Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị Intracom Group. Doanh nghiệp của tôi có gần 20 năm phát triển thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, thủy điện và thi công xây dựng. Chăn trở đầu tư. Năm 2005, mẹ tôi ốm phải nằm viện. Tôi thấy được sự đày đọa và thống khổ của người bệnh và gia đình. Một cái giường bệnh có tới 2-3 người nằm, không gian chật chội, bệnh nhân chen chúc. Cơ hội xuất hiện. Năm 2009, chúng tôi tiếp cận được một dự án đã được cấp phép nhưng không có khả năng triển khai. Vị trí đó gần trung tâm Hà Nội với diện tích 9,5 hecta. Rủi ro một mất một còn. Giấy phép kinh doanh dự án đã cấp từ 5 năm trước sẽ có nguy cơ bị tước giấy phép đầu tư xây dựng. Rủi ro là thứ không bao giờ vắng mặt trong mọi cơ hội kinh doanh. Chỉ cần một sẩy chân, tôi sẽ mất luôn cả những gì mình đang có. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1.